Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà La Ni không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả dự lưu không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn A-la-hán không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả dự lưu không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì quả nhất lai bất hoàn A-la-hán không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì quả dự lưu không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả vị độc giác không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị độc giác không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì quả vị độc giác không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, nên không nhiễm ô. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.